Không phải bye bye mà là hai. Con hai đi, con hai các cô. Hai mọi người. Mấy ngày hôm nay mẹ cháu mệt mới cả mẹ cháu định đổi cái camera khác á, thế là mẹ cháu cất hết đi rồi, thế là bố cháu về muộn quá. Thế là không có đi đổi được, thế là cũng không làm được gì hết. Mới lại mấy hôm mất ăn mất ngủ. Thế nên là không có làm ăn gì được hết cả. Yeah. Ngày hôm nay mẹ con cháu lại tái xuất giang hồ. Dự là ngày hôm nay chắc là chỉ là tâm sự thôi các cô ạ. Chắc là bây giờ thì đang là 1-2 giờ chiều, đang cố gắng cho anh bột đi ngủ. Em mì thì đang tự làm trong kia, lúc nào ngủ thì ngủ. Đang cố gắng cho anh bột đi ngủ, nhưng mà với cái tình trạng này thì không biết thế nào. Với cái tình trạng mà đứng còn ngoáy mũi thế này thì không biết thế nào rồi. Thì cũng hy vọng là quay xong video này thì anh bột cháu đi ngủ, thì mẹ cháu có thể tâm sự với các cô ha. Thế anh bột ở trong này chơi nhá, để mẹ ra ngoài kia nhá. Ok. Để mẹ ra ngoài mẹ rửa bát nhá. Hôm nay Trang phải để cái cam của mình vào trong cái ấy. Trang cầm cái tay cầm hay là cái giá, cái cây mà để camera vào để quay á. Đó, nhưng đang cầm này thấy hơi bị nặng á, tự nhiên thành tập cơ bắp. Ngày hôm nay thì ở ngoài trời đang đóng băng. Hiện thì thành phố hay cũng như là Vancouver năm nay nhiều tuyết hơn mọi năm, rất là nhiều. Và tình hình là dân tình hay là nhà nước hay là đại loại là mấy cái anh chị gọi là nói sao ta. Mấy anh chị gọi là về cái môi trường không chịu đi giải muối ban đêm. Thế là buổi sáng cũng như khi tuyết rồi mưa, thế xong rồi nhiệt độ giảm, thế là bị đóng băng toàn đường thành phố luôn. Thế là dân thi nhau đổ xô đi mua muối, xịt muối. Nhưng mà khổ lỗi là ngoài đường vẫn đang đóng băng rất là nhiều. Đây các bạn nhìn thấy không? Đó, đường bị kiểu bị trắng nóng băng thế kia luôn mà. Đây đó này, hôm trước Trang định cho anh bột ra ngoài này chơi, nhưng mà anh bột thì lại tự nhiên anh bột lại ngủ mất. Không biết các cô có nhìn thấy đám người tuyết ở kia không? Đâu nhỉ? Đây đó, ở sau ngay cái chỗ xe đây này đấy. Định cho anh bột ra đấy đứng chụp ảnh mà chơi, nhưng mà cuối cùng anh bột lại ngủ mất. Thế là thôi anh bột nghỉ chơi, đúng không con? Anh bột ngủ mất, thế là anh bột bị nghỉ chơi. Ok. Này Không ạ. Bút mà. Không ngay. Nhanh. Không. Nè. Thơm cái, thơm mẹ. Ừ. Ôi, sao lại cho cái này vào mồm nhai? Chết giờ, mẹ vứt đi rồi cơ mà. Sao con nhặt được ở đâu đấy? Bye bye. À, bye bye. Nó thơm, thơm cái. À, bye bye. Thơm cái. Này, anh bột cháu vừa nghịch, thế là mẹ cháu lại phải... quay lại. Ồ, thế đấy. Đấy, cô thấy anh bột nghịch lắm. Ôi, nghịch lắm. Mẹ sợ anh bột lắm, anh bột nghịch kinh khủng luôn, anh bột nghịch dã man. Anh bột là cái thằng lèo nhèo nhất của đất. Anh bột là cái thằng coi như là suốt ngày đây này, sữa kìa, cầm sữa ăn, cầm chăn thì đi ngủ đi, nhanh lên cho mẹ nhờ đấy. Đi, cho mẹ nhờ để mẹ ra mẹ tâm sự với các cô. Nhanh. Hù lắm. Ok, thì cuối cùng thì anh bột anh đã cầm được cái điện thoại của mẹ. Và bây giờ anh chịu ngồi im để cho mẹ tâm sự với các cô. Thì video ngày hôm nay, thay vì Trang show các bạn cuộc sống đời thường của mình hay cũng như buổi chiều, thì em mì bây giờ thì cũng ngủ rồi. Anh bột thì đang trong lúc mà gọi là rừng rưng, mà ông cũng buồn ngủ rồi đấy. Nhưng mà kiểu này chắc lại không chịu ngủ đâu, xem chắc mỏi mắt xong rồi ngủ. Cũng không muốn cho nó xem đâu, nhưng mà không xem cũng không được. Đó. Cũng Trang cũng vừa dọn dẹp qua hai cái phòng của mình, cũng hút bụi hết cả nhà. Bây giờ còn cái bếp và vẫn đống quần áo chưa có xong. Thì
Dạ, thì trong lúc này thì coi như là đang nghỉ ngơi giải lao thì Trang tâm sự với mọi người một chút, sau đó rồi Trang sẽ lại quay trở về dọn dẹp. Thì ngày hôm nay thì sau khi xem xong cái tập phim gọi là tập 15 của Huyền Thoại Huyền Xanh thì Trang có một cái cảm xúc hay cũng như một cái cảm giác như Trang muốn chia sẻ về cái cảm giác lần đầu tiên được làm mẹ của mình đối với các chị em hay cũng như đối với các bạn. Thì các bạn biết không, Trang là một người khá là nhạy cảm. Trang sau khi sinh em bé xong Trang còn nhạy cảm hơn. Thì nói chung là nói về trước đó thì Trang cũng đã rất là nhạy cảm rồi. Và sau khi kết hôn thì ai cũng nói là thế có gì chưa. Trang thì thật sự là Trang vừa mới cưới xong thì Trang cũng không có dự định gì hết. Trang không nghĩ đến cái việc là Trang sẽ có con ngay. Thì đi đâu ai nhìn thấy mặt mình thì cũng hỏi là thế đã có gì chưa. Trang đều bảo là chưa, cháu kế hoạch. Thì ai mà sao lại kế hoạch, người ta vừa mới cưới xong thì vài tháng sau tao đẻ con rồi, mày lại còn phải kế hoạch. Mà nhưng mà cháu thích kế hoạch, Trang bảo thế, cháu thích kế hoạch. Thế là sau đó thì đấy, cũng chỉ vì cái vụ mà mày có gì chưa đấy thì bắt đầu Trang lại trở lên thì nhiều người nói quá thì Trang thành ra Trang suy nghĩ. Thì lúc đó thì nghe như tiếng em mình khóc. Thì cái lúc đó thì Trang rất là suy nghĩ thôi. Vì thật sự là Trang muốn là Trang thì Trang làm bảo lãnh chồng sang, thì lúc đó về cưới xong thì mới là quay sang đây để làm thủ tục. Thì đại loại là nó cũng hết cái loại đến cái kia thôi. Nói chung là số rồi. Duyên số rồi. Thì không biết nói sao ta. Nói chung là cũng rất là lưu tiêu ở cái đoạn đó. Thì bố có nói chuyện với Trang thì bảo là thôi nếu mà có thì bố biết là cũng rất là vất vả, nhưng mà nếu mà có thì việc bảo lãnh rồi chồng giết từ sang thì nó sẽ nhanh hơn. Thì lúc đó Trang lại cũng suy nghĩ, lại làm Trang lại có thêm một cái gọi là cũng một chút gọi là áp lực, cũng không hẳn là áp lực nhưng mà đó là một cái mà để Trang phải suy nghĩ đó. Thì và Trang nghĩ là thôi được rồi, có thì có. Có thì có thôi. Và thế là Trang bắt đầu đi hỏi mấy người chị hoặc là bạn bè. Bạn bè thì nói chung là không hẳn, nhưng mà Trang hỏi mấy người chị mà lúc đó Trang rất là thân hay cũng như Trang gần gũi nhất thì Trang hỏi. Ai gần gũi nhất thì Trang hỏi. Thì Trang hỏi về cái vụ đó chính là thử, nói chung hỏi xong rồi mới biết là đến là phải thử dụng chứng này, là nói chung là ý là thả để có bầu. Thì tháng đầu tiên Trang thả thì không có. Thì đến tháng thứ 2 thì bởi vì lúc đó là Trang cưới xong là sang tháng 4, tháng 5 và đầu tháng 6 là Trang phải quay trở lại Canada rồi để Trang đi làm. Bởi vì xin nghỉ phép về cưới mà, thì Trang quay lại Trang đi Trang làm. Thế là tháng đầu thả thì không dính, thế xong đến tháng thứ 2 thì hên xui thôi, kệ. Lúc đó thì không có một cái suy nghĩ gì hết, kệ, cứ để tự nhiên. Và khi mà cái tháng mà Trang muốn, nói chung là khi mà Trang dự định có bầu ấy thì Trang mua folic acid để Trang uống, thuốc bổ, nói chung là thuốc bổ chứ không phải là một cái gì gọi là quá đấy cả, chỉ là thuốc bổ thôi. Thì đó, thì sau cái tháng thứ hai thì hên xui đó, khi mà Trang quay trở lại thì lúc đó trong lòng của Trang hay cũng như trong cái người Trang có cảm giác là mình rất là mệt mỏi. Và Trang ăn uống thì khi mệt mỏi thì tự nhiên là Trang ăn uống mấy cái đồ như snack hay bim bim, đại loại mấy cái potato chip này này. Và Trang thấy Trang ăn nhiều hơn, Trang cảm giác như mình béo lên độ khoảng 2-3 cân gì đó. Thì thì cái lúc mà Trang quay trở lại Canada thì là thế này. Trang cảm thấy rất là mệt mỏi. Ngày khi mà Trang dậy, thay vì Trang bị lệch giờ thì Trang chỉ muốn là ngủ, rồi là nói chung là Trang ngủ cả ngày lẫn đêm. Trang rất là mệt mà mặt Trang nhìn rất là xanh. Mà Trang lúc đó Trang sang đây thì Trang lại không muốn ăn nữa, mà Trang chỉ ăn cơm với muối vừng, không thì cơm với ruốc. Thì thỉnh thoảng nếu có đi mua ít kim chi hoặc là cái miếng chả thì Trang ăn cùng đó. Thì cái lúc đó thì chị bạn Trang hỏi là thế quá bao nhiêu ngày rồi, và chưa chị ạ, vẫn chưa quá gì hết, vẫn chưa đến ngày gì luôn. Thế là chờ cho đến khi quá 10 ngày thì bắt đầu Trang mới đi mua que thử về Trang thử. Thì sau khi thử lần đầu tiên
Lúc mới đầu thì chị bạn Trang bảo là thôi để đến sáng sớm ngủ dậy thì hãng thử. Nhưng mà tối ngày hôm đó thì thật sự là Trang rất là nóng lòng. Và Trang lại nóng lòng. Thì Trang thử ngay luôn buổi tối, nhưng mà Trang không nói gì với chị bạn Trang hết. Thì hai vạch động hơi động. Thì lúc đó thì thật sự là tim Trang đập rất là mạnh. Và Trang cũng không biết là hiện tại bây giờ em bé đang ở đâu. Ở phần nào của cái ở bụng của mình. Thì nói chung là kể lại thì Trang thấy rất là xúc động, bởi vì cái cảm xúc của Trang hay cũng như cảm giác của Trang lúc đó, tim Trang đập rất là thình thịch. Và Trang muốn cảm nhận là em bé đang nằm ở đâu. Thì Trang chỉ biết là ở bụng thôi. Và Trang cứ chỉ để ý, tức là Trang giữ làm sao cái phần bụng này của mình nó làm sao mà thật thoải mái, không có động chạm hoặc là không có gì hết. Mà lúc đó Trang vẫn phải đi làm chứ. Đó, và sau khi sau khi biết là mình đã có bầu, sau khi mà đã quá đó, và bắt đầu là đến cái việc là phải đi tìm bác sĩ này, rồi là nói chung là rất là nhiều thứ ở bên này, là phải đi đăng ký bác sĩ gia đình, bác sĩ đỡ đẻ, đại loại thế, là để lấy cái gọi là document hay cũng như profile để mình đi khám thai định kỳ, rồi là đến lúc sinh em bé. Và nói chung là mọi thứ đến thì đối với Trang thì nó không hẳn là thật bất ngờ, nhưng mà nó cũng không hẳn là thực, gọi là mình trí vẫn có bất ngờ nhưng không phải là thực sự. Nhưng nói chung là trong lòng của Trang rất là hoang mang, và tim đập rất là mạnh và cũng rất là hồi hộp, thật sự là cũng không biết làm thế nào. Và cái điều đầu tiên khi mà Trang làm đó là Trang nhắn tin cho chồng, và Trang có chụp cái que thử thì chồng Trang hỏi là cái gì đấy hả vợ. Mà Trang hiểu tại sao ông lại ngây thơ mức độ như vậy đến Trang, như Trang không biết gì nhưng mà Trang cũng còn biết hai vạch đó là cái gì, ok, đúng không? Thì đó, bây giờ kiểu khi mà kể lại thì cái cảm xúc nó vẫn như cái lúc ban đầu. Trang lại quay trở về cái cảm xúc là như vậy. Thì cứ mỗi một lần khi mà Trang bế tắc hay là có bất cứ một chuyện gì đó, thì Trang đều muốn có một cái gì đó để thay đổi cảm xúc, hay cũng như Trang làm bất cứ việc gì mà Trang thích để Trang có thể như gọi là được tái sinh. Tái sinh ở đây thì đối với Trang thì được như kiểu dạng như mình được refresh lại bản thân, chứ không phải được sinh ra lại một lần nữa. Thì khi mà biết mình được làm mẹ thì thật sự Trang cảm giác như mình sẽ phải là một người mới. Là một người tốt hơn. Cũng không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng thật sự là Trang rất là vui mừng. Và cho đến khi đến tuần thứ, nói chung là chỉ mong đi được gặp bác sĩ thôi, là để xem là em bé như thế nào. Bởi vì mãi sau đến tuần thứ 6, tuần thứ 8, tuần thứ 8 thì Trang mới được đi gặp bác sĩ. Và đến tuần thứ 9 thì Trang mới được siêu âm lần đầu tiên, khi mà được nhìn em bé tròn xoe như thế này này và có tim thai ngay ở giữa. Thì cảm xúc thì rất là vui. Và nhìn con thì cũng chỉ biết toe toét cái mồm ra và cười như này, cứ ok. Yeah, Trang rất là vui khi mà đi siêu âm nha, nhìn. Và bác sĩ có dặn là nếu mà có bị nghén thì chỉ cần uống folic acid thôi là được rồi, cũng không chưa cần thiết là phải uống vitamin bầu bội. Thì và đúng cái là Trang nghén rất là nhiều và Trang nghén rất là dữ. Trang không ăn được cái gì hết và Trang sụt liền một lúc, tức là Trang sụt hẳn phải 3 cân hoặc là 3 cân rưỡi, nhưng Trang nghĩ là chỉ tầm 3 cân thôi. Đó, thì đang nghe xem anh muốn nhấn cái gì. Đó, thì Trang sụt mất 3 cân và nhìn Trang rất là gầy và xanh xao, và lúc đó Trang vẫn phải đi làm. Thì thay vì lúc đó thì Trang có nói với chị quản lý là Trang bị nghén, hay là chị quản lý cũng có giãn cái schedule cho Trang một chút. Thì sau khi giãn xong thì Trang vẫn thấy mệt. Giấc ngủ của Trang lẫn lộn linh tinh bé cả, và cứ ngửi đến một cái hễ ngửi đến một cái mùi gì đó, mùi thức ăn, bất kể mùi gì, mùi nước hoa là Trang đều muốn ói hết. Và Trang không ăn được cái gì ngoài, Trang thích ăn đồ chua, ví dụ như sấu, ô mai. Lúc đó may mà nhà chị bạn thì có người ở Việt Nam qua để mang sang cho mấy bịch sấu, thì thành ra là đã cơn thèm đó. Và lúc nào Trang cũng sờ bụng, lúc nào cũng sờ bụng, ôm bụng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con, lúc nào cũng chỉ nghĩ là xem em bé như thế nào, ra làm sao, em bé đang trông như thế nào. Và bắt đầu Trang lên Google
Trang có gõ là ở tuần thai thứ bao nhiêu, Trang cứ gõ hết mỗi một tuần, Trang lại gõ, mỗi tuần Trang lại gõ để xem là có những biểu hiện gì, em bé phải như thế nào, làm sao. Và đến khi lần đầu tiên Trang cảm nhận được em bé máy, anh bột máy, đó là ở tuần thứ 14. Và sau khi mà anh bột máy như vậy xong thì trong lòng của Trang cũng như trong cái cảm giác của mình, đó là em bé trai. Chưa ai có nói gì hết nhưng Trang cảm nhận đó là một em bé trai. Và lúc đó thật sự là Trang rất thích có em bé trai. Cũng không biết tại sao, như bình thường là mẹ thì luôn luôn là thích có con gái, thì lúc đó Trang cảm nhận đó là một em bé trai. Và Trang cảm thấy lúc nào trong lòng cũng có cái cảm xúc hay cũng như cảm giác, cũng như cái suy nghĩ là đó là một em bé trai. Và đợi cho đến đúng 22 tuần rưỡi đi siêu âm thì bác sĩ nói là có chim, con cò. Rồi lúc đó Trang rất là vui mừng và Trang có nói về với chồng của mình là anh ơi, con trai. Và lúc đó Trang rất là vui. Không hiểu sao lúc đó Trang lại thích có con trai. Các bạn mới không thích. Thích thì là thích thôi. Đôi khi cũng không hẳn phải có lý do gì. Và lúc nào cũng để ý xem là theo dõi con như thế nào. Lúc nào phải có cái máy, lúc nào phải cảm nhận được máy của em bé. Rồi đạp rất là nhiều, càng ngày em bé đạp càng nhiều. Đạp đến nỗi coi như bung cả bụng luôn. Và lúc đó Trang bầu thì Trang chỉ có to phần bụng thôi, Trang không to gì hết bởi vì Trang không có ăn. Sau đó Trang không ăn được. Và sau đó đến tuần thứ 24 Trang phải đi xét nghiệm tiểu đường, thì Trang bị tiểu đường thai kỳ. Và ngay cái vấn đề tiểu đường thai kỳ thì Trang mách cho các bạn, nếu như ai mà bắt đầu hay là cũng như lần đầu tiên làm mẹ, nếu như khi mà bầu các bạn bị sắc tố nâu, đây Trang gọi là sắc tố nâu bởi vì là do hormone của chúng ta thay đổi, thì có người là bị nám rất là nhiều và có người không, nhưng mà đại loại là sẽ bị thâm hoặc là bị nâu ở những cái phần lách hay là cổ hay là bất kỳ chỗ nào đó, tùy mỗi người. Và lông mọc lên cũng rất là nhiều, Trang mọc rất là nhiều lông ở bụng. Nhưng mà không dài, ok, chỉ là lông tơ thôi. Và Trang có kể bác sĩ bảo rất là buồn cười, và Trang bác sĩ không biết là có nghĩa không biết ai có như vậy không, nhưng mà đại loại là bác sĩ cảm thấy rất là buồn cười, nhưng mà nhá, Trang mọc nhiều lông hơn. Thì đó thì ok, lại quay trở lại đến vấn đề tiểu đường. Thì nếu như bạn nào có bầu, các bạn để ý cái viền cổ này, đó, các bạn thấy những cái viền nâu xuất hiện ngấn, thì đó là có thể khả năng bạn bị tiểu đường thai kỳ rất là cao. Cái này là do hormone thôi, cũng một phần là do gen di truyền, nhưng mà Trang nghĩ là do hormone. Bác sĩ thì nói là không phải do gen mà do hormone, nhưng bác sĩ cũng có hỏi là ở nhà có ai bị tiểu đường hay không, thì bố Trang bị, bà nội Trang bị mà. Đó thì nhưng mà không phải là bị nặng mà chỉ là bị nhẹ thôi, nhưng mà đấy, Trang là bị rối loạn kiểu dạng đường huyết hay cũng như là đại loại về vấn đề ăn uống thôi, chứ không phải là về vấn đề gì cả. Đó, Trang thuộc dạng nhẹ chứ không phải dạng nặng. Thì đã gọi là Trang đã chữa một thì Trang ăn thì Trang không ăn được nhiều. Thì sau khi mà biết mình bị tiểu đường thì Trang lại còn phải bị ăn uống theo chế độ ăn nhiều rau, ăn ít một, cách ra 2 tiếng thì phải vận động nhiều để cho cái đường đại loại là nó không bị tăng cao, bởi vì cái tiểu đường thai kỳ này ảnh hưởng đến hô hấp của em bé. Khi mà em bé càng to thì cái hô hấp của em bé sẽ càng yếu đi, đại loại là không tốt. Nếu như để em bé, những người bị tiểu đường thì thường là em bé rất là to, và nếu như để em bé thật to thì một là đẻ mổ, nói chung là không tốt cho cái phần hô hấp của em bé. Đó thì Trang khuyên các bạn, nếu như bạn nào lần đầu làm mẹ thì các bạn hãy chú ý đến cái tuần 22-24, các bạn đi thử đường huyết để các bạn biết là xem có bị tiểu đường thai kỳ hay không, để rồi còn chú ý đến ăn uống. Đó thì lại quay trở lại về cái cảm xúc làm mẹ của Trang thì thật sự Trang không biết tả như thế nào, nhưng nói chung là Trang rất là hạnh phúc bởi vì Trang là một người mà Trang sống theo tình cảm, cảm hứng, cảm xúc, và Trang rất là nhạy cảm. Bất cứ một cái gì cũng có thể làm Trang buồn, mà cũng bất cứ một cái gì rất là nhỏ cũng có thể làm Trang vui. Đó, thế nên là những cái thời gian mà khi mà Trang làm video thì nó là thời gian mà Trang để Trang giải trí hay cũng như Trang mua vui. Nói mua vui thì hơi quá, nhưng mà thực sự là Trang làm theo cảm xúc của mình. Và cái thời gian khi mà Trang bầu bột thì cái tính, không biết tại sao, nhưng mà cái tính bực tức hay cũng như nóng giận của mình ở đâu ấy tự nhiên lại xuất hiện. Và Trang rất là nóng, bất kể có một cái gì nhỏ thôi Trang cũng có thể gọi là cáu giận, hay cũng như Trang có thể Trang hét toáng lên. Rồi là Trang nói chung là rất là khó chịu. Trang cũng cố gắng để kìm chế bản thân nhưng mà không thể, vẫn phải bộc phát.
để cho nó ra. Thì cái thời gian đó là cái thời gian mà thật sự là Trang chỉ muốn là tháo hẳn khỏi cái camera. Trang không muốn lên YouTube, Trang cũng không muốn lên fanpage. Nhưng mà nó cũng là một phần công việc và cũng là một phần cuộc sống. Thì Trang lên ít đi, nhưng mà chính vì cái thời gian đó là cái thời gian mà Trang cũng đang quyết định, có quyết định này, có quyết định kia, nhưng nói chung rất là hoang mang. Các bạn làm mẹ, cái cảm nhận lần đầu tiên khi mà biết mình sẽ làm mẹ nó rất là hoang mang. Cái gì cũng phải đi tìm hiểu, cái gì cũng phải lên Google gõ, cái gì cũng phải đi hỏi. Và phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, chuẩn bị rất là nhiều để sẵn sàng cho một cái gọi là cuộc chiến làm mẹ. Và Trang ở bên này một mình. Và lúc đó rất là may khi mà Trang ở cùng với chị bạn của Trang, thì chị ở trên Trần, thì chị cũng có hai con nhỏ và chị có kinh nghiệm, và chị truyền đạt cho Trang rất là nhiều. Và Trang cảm thấy là đúng là trong cái rủi thì cũng có cái may, và Trang cảm thấy mình cũng rất là may mắn. Tuy là một mình mang thai và sinh con, sinh con thì cũng có mẹ. Đó thì tuy là không thấy có một gọi là nhiều giúp đỡ cho lắm, nhưng mà nói chung là cũng may mắn rồi. Và sau khi sinh một xong được độ 2 tháng rưỡi thì Trang về Việt Nam một năm. Và trong khoảng một năm đó thì rất là nhiều thứ đến với Trang. Và Trang nhiều lúc Trang cảm giác như Trang muốn gọi là nổ tung cả cái đầu mình ra. Rất là nhiều cảm xúc, cảm giác Trang sẽ tâm sự với các bạn dần dần. Nhưng mà thật sự là làm mẹ thì có vui lắm, hạnh phúc lắm, nhưng mà đôi lúc thì rất là stress. Và khiến mà khi mà thật sự là Trang có lúc Trang cần những cái lúc mà gọi là chỉ có một mình ngồi xuống nghĩ xong rồi ok, để đó đi làm, dọn dẹp, làm bất cứ cái gì mà mình muốn, ngồi vào bàn phấn, kể cả vẽ vời xấu nhìn như phù thủy cũng được, nhưng mà vẫn vẽ, vẫn nghịch. Đó chỉ là để cho cái gọi là vơi đi bớt gọi là suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì Trang thấy sau khi sinh hai em bé xong thì Trang nhạy cảm lắm. Nói chung là cái gì một cái việc nho nhỏ thôi mà Trang nghĩ nó rất chi là gọi là quan trọng hóa lên á, thì thành ra là cũng mệt mình thôi, cũng chẳng mệt ai cả. Đó thì với những ai mà lần đầu làm mẹ thì cái cảm giác hí hửng, hồi hộp, hạnh phúc rất là nhiều. Và sau khi sinh em bé xong chỉ cần nhìn em bé thôi là cũng thấy là đã đủ hết rồi. Coi như cả thế giới dường như bé lại chỉ thu vào một em bé, đó chính là con của mình. Vuốt ve, nhìn mắt, nhìn môi, nhìn mồm. Nhìn em bé ngủ, nhìn em bé coi như là mụ dậy, khi ngủ nhếch mép lên cười, rồi là vỡ bọng cứt này, ị rất là nhiều này, đòi ăn này, khóc đòi ăn này. Rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều. Và hạnh phúc cũng có, buồn có, vui có. Chết là bởi vì khi mà con không nghe lời, con khóc nhiều quá. Còn vui là bởi vì khi con cười, khi con chơi, khi con ăn, khi con ngủ. Đó. Rất là hạnh phúc. Và Trang nghĩ là trong cuộc đời một người phụ nữ thì đây là cái khoảng thời gian mà một người phụ nữ coi như là có thể nói là hy sinh, tận hưởng, có trải nghiệm, có, nhất là lúc con ốm. Rất là nhiều thứ các bạn, rất là nhiều. Và cho đến bây giờ khi mà Trang nghĩ lại thì Trang đã cảm thấy là rất là nhanh, đã 2 năm trôi qua, hơn 2 năm rồi trôi qua. Và bây giờ Trang 27 tuổi. Và Trang cảm thấy như là mình trưởng thành hơn. Khi làm mẹ thì mình suy nghĩ khác hơn, chín chắn hơn. Tính Trang thì trước giờ Trang vẫn thật, nhưng mà sau khi làm mẹ thì Trang lại còn thẳng thắn hơn. Bởi vì Trang nghĩ là không nói ra thì giữ trong lòng thì rất là nặng. Và Trang nghĩ là Trang muốn nói và muốn nói theo cách của mình. Tuy là nhiều lúc thì cũng hơi bị gọi là dở hơi tí, nhưng mà thôi thì phải chấp nhận thôi, biết làm nào, bởi vì đó là mình. Và Trang cũng muốn là thể hiện bản thân mình hơn. Hay là cứ phải vì gọi là đẹp đẽ trước gọi là ống kính, hay là trước mọi thứ, tất tần tật, Trang đều muốn show những cái đời thường, tự nhiên. Vai u thịt bắp thì show vai u thịt bắp thôi, mặt mụn thì show mặt mụn, mắt lồi thì show mắt lồi thôi, tóc đầu bù tóc rối, đầu bù tóc bựa thì vậy thôi. Lúc nào mà cảm thấy muốn che đi thì che, còn không thì thôi. Trang không biết hôm nay khi mà Trang tâm sự như vậy thì có giúp một phần nào đó cho các bạn gọi là truyền cảm hứng hay không, nhưng mà Trang cũng hy vọng có một cái gì đó truyền cảm hứng cho các bạn với gọi là cảm xúc gọi là
lớn nhất, hạnh phúc nhất khi mà được làm mẹ. Nha. Và cái lúc làm mẹ thì khi mà em bé lớn dần lên thì nó nói chung là nó theo cái mức độ thăng trầm. Lúc thì rất là vui, lúc thì rất là gọi là calm down, nhìn con chơi rất là yêu, chỉ muốn véo má một cái. Còn lúc đó chỉ cần muốn cầm roi vụt cho nó một trận, đánh nó một trận, tít tít. Các bạn sẽ phải trải qua hết tân tật tật những cảm xúc lẫn lộn như vậy. Nếu như ai là một người rất là nhạy cảm như Trang nghĩ, đã làm mẹ rồi thì sẽ nhạy cảm thôi. Kiểu gì các bạn sẽ phải trải qua. Và còn cả cái hiện tượng như là mất não nữa. Hay rất là hay quên. Nhiều lúc không thể nào nhớ nổi mà mình vừa mới cầm cái đó xong, mình vừa mới nghĩ mình muốn làm cái này xong, quên hết luôn. Đó, các bạn sẽ phải trải qua cái giai đoạn đó, kiểu gì cũng có. Và chắc sau 1-2 năm là sẽ lại hoàn thiện lại, sẽ lại lại trở về như con người ban đầu. Và cái cảm xúc của Trang khi mà có con lần 2 nữa cơ, hôm nào Trang sẽ lại tâm sự với mọi người sau ha. Video ngày hôm nay Trang nghĩ cũng sẽ là đã là dài rồi. Không biết tại sao dạo này Trang nói ít thì sao, mà sau khi nói xong thì Trang hai cái quai hàm của Trang nó hơi bị gọi là căng căng. Lâu rồi không được luyện quai hàm đó. Và cứ mỗi một lần khi mà Trang nói đến cảm xúc của mình thì trong lòng của Trang lại thấy tay Trang toát mồ hôi, Trang cảm thấy run run. Nó không được tự nhiên thoải mái như khi Trang chia sẻ các cái tip hay cũng như là review sản phẩm gì cả. Rất là khó tả các bạn ạ. Còn cái thằng kia thì nó đang nghịch phone đây. Các cô nhìn đây này. Bột chào các cô đi con. Nào, nhìn lên. Chào đi, làm sao? Lỡ gì? Ôi giời ơi. Ô tô. Mở ô tô đi. Ô tô. Xem xong rồi ngủ biết chưa? Bây giờ mẹ cúp máy xong, mẹ rửa xong đồ bát là phải ngủ nhá. Ok, anh Bột. Anh Bột, ngoái mông cái xem nào. Anh Bột, ngoái mông cái. Ôi giời. Đó, các cô thấy không? Buồn lắm chứ bộ, không phải buồn vừa đâu. Ngày hôm nay ngoài trời nắng, nhưng mà nắng này thì nắng là nắng băng giá chứ không phải là nắng đẹp. Không phải là nắng ấm. Đây, bây giờ thì là cầm chổi và bắt đầu phù phép. Giá như mình là tâm cám, phủ một cái chỗ kia sạch, chỗ kia gọn, chỗ này bọt luôn. Ok, ngày hôm nay chỉ có vậy thôi. Trang hy vọng là Trang có hy vọng rất là nhiều. Hy vọng rất là nhiều. Mong là mọi người sẽ ủng hộ. Mong là các cô sẽ thích khi mà xem video này. Và mong là cũng có một phần gì đó truyền cảm hứng cho mọi người với cảm giác lần đầu tiên làm mẹ của bà mẹ bỉm sữa hai con Trang La La. À, có một điều nữa, và Trang rất là vui khi mà Trang quay trở lại và mọi người vẫn cứ như vậy. Lúc nào cũng Trang La La bật lên cái ô lại xem Trang La La. Rồi, không còn gì hơn là Trang cảm thấy rất là hạnh phúc, Trang rất là vui. Và các bạn biết không, Trang không cần phải nhiều lượt view hay cũng như Trang không cần phải đâu, mà thật sự là khi mà Trang chỉ muốn là truyền lại cảm hứng cho mọi người cảm xúc vui, buồn. Buồn thì tôi xin lỗi, nhưng mà cảm xúc vui, hạnh phúc hay cũng như mọi người khi mà nghe thấy tiếng chào các bạn của Trang La La thì nghe cái tiếng phát xem Trang La La đúng không? Ok, Trang sẽ gặp lại các bạn sau ha. Hôm nay chỉ lên được ít vậy thôi. Hẹn một ngày gần đây nhất, cũng là ngày mai lại tâm sự tiếp ha. Cứ cố gắng bỏ thời gian ra nghe Trang La La tâm sự. Tuy là nhiều lúc cũng có gọi là liều tiều lắm, chẳng biết. Nhưng mà thôi thì cố vậy ha. Ok, bye bye.